Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức đã lắp hàng rào để kiểm soát, thực hiện công tác phòng chống dịch như sát khuẩn, đo thân nhiệt và bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả du khách đến tham quan đường hoa. Theo kế hoạch, đường hoa nghệ thuật sẽ mở cửa phục vụ người dân đến 22 giờ ngày 16 tháng 2 tới.